Chào mọi người, hôm nay mình sẽ tiếp tục giải bài tập số 4. Đề mà thầy yêu cầu chúng ta giải đó là thiết kế hiển thị LED bể động từ 02 tới 18. Ban đầu LED sẽ hiển thị là số 05, mà khi chúng ta nhấn up thì sẽ tăng lên một đơn vị, và ngược lại khi chúng ta nhấn nút down thì nó sẽ giảm hai đơn vị, và khi nhấn start thì nấp nấy tại cái số mà đang hiển thị đó đếm lần. Ví dụ như đang hiển thị số 05 thì chúng ta bấm start thì nó sẽ nấp nấy 5 lần, đúng không các bạn? Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem lưu đồ mà mình đã vẽ. Đây ạ. Bắt đầu chúng ta sẽ lưu mã bể đoạn từ 0 tới 9, và cái mã 0 đang FF này là mã tag của mình. Các bạn có hay không tùy mỗi người. Về khởi tạo cho đó, mình sẽ khởi tạo các bọt. Rồi đầu tiên đếm mình sẽ gắn là 5 và giải mã hiển thị cái số 5 này. Rồi sau đó nếu mà chúng ta nhấn nút up đúng á thì đếm sẽ tăng lên một đơn vị, và sau đó mình sẽ kiểm tra cái đếm này nó có lớn hơn 15 hay 18 hay không. Mà nếu lớn hơn 18 thì đếm mình sẽ gắn là 2, sau đó giải mã hiển thị và kết thúc. Còn ngược lại đếm này nó nhỏ hơn 18 thì mình sẽ giải mã và hiển thị, sau đó kết thúc. Và kết thúc mình sẽ quay lại kiểm tra ngay từ chỗ bước này. Rồi khi mà nhấn nút up có điều kiện nhấn nút up này nó sai thì mình sẽ kiểm tra nút down. Nếu nhấn nút down nó đúng thì đếm mình sẽ giảm hai đơn vị, rồi sau đó mình sẽ kiểm tra đếm này nó có nhỏ hơn 2 không. Nếu đúng thì đếm mình sẽ gán cho bằng 18, sau đó giải mã hiển thị. Đây, sau đó mình sẽ giải mã hiển thị và kết thúc. Còn nếu sai thì mình sẽ giải mã hiển thị luôn, kết thúc, quay lại từ đầu kiểm tra. Và khi mà điều kiện nhấn nút down này nó sai thì mình sẽ kiểm tra nhấn start. Nếu đúng thì mình sẽ hiển thị nấp nấy đếm lần delay và đếm lần, rồi mình sẽ kết thúc. Và nếu nó sai thì mình sẽ kết thúc luôn, quay lại từ đầu kiểm tra. Vâng. Đây là lưu đồ mình vẽ. Được, bây giờ mình sẽ để cho hướng dẫn về code mình đã viết. Đó. Rồi mình vẫn là ba dòng đầu tiên hai báo con bit, hai báo thư viện, và mình sử dụng thằng anh ngồi 20 mê. Tiếp theo mình sẽ định nghĩa nút up là chân B0, nút down là chân B1, nút start là chân B2. Rồi mình sẽ hai báo một cái mảng để hiển thị giải mã LED bể đoạn từ 0 tới 9 này. Đấy, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi sau đó mình khai mã 1, 2, 3, một cái mảng. Cái mảng này của mình có thì để tắt, để nhấp nháy. 0 nhân 8, 0 là cả cái 8 đoạn đều sáng. LED bể đoạn đều sáng. Còn 0 nhân FF là cả cái LED bể đoạn tắt. Rồi inside mình khai báo biến y và biến đếm. Rồi sau đó cái void giải mã này là tiếng trình con, mình viết giải mã abc d, bọc d mình sẽ dùng để hiển thị hàng đơn vị, nên đếm sẽ chia lấy phần dư của m, còn bọc c để hiển thị thì phần nguyên, nên đếm sẽ chia cho m. Rồi sau đó varman là bọc d và c mình xuất tín hiệu nên sẽ để số 0, còn bọc b mình sẽ nạp tín hiệu vào nên 0 nên fs đầu tiên. Theo đúng lưu đồ mà mình đã viết, đếm sẽ gắn trong 5, sau đó mình giải mã và hiển thị, rồi mình đưa vào kiểm tra. Đây, nếu mà cái nút input up nó được nhấn thì đếm sẽ tăng lên một đơn vị, và mình sẽ kiểm tra đếm này gì, nếu nó lớn hơn 18 thì mình sẽ gắn bằng 2 luôn, đúng không? Đúng rồi các bạn. Rồi sau đó mình sẽ giải mã hiển thị cái đếm đang hiện có hiện tại. Rồi vậy là nút up đã xong. Bây giờ ngược lại, nếu mà mình đánh nút down thì mình sẽ đếm sẽ giảm hai đơn vị, và mình sẽ kiểm tra đếm này hiện tại nó có nhỏ hơn 2 hay không. Nếu đúng á, thì đếm sẽ 18 lắm. Rồi sau đó mình sẽ giải mã về hiển thị cái đếm đang hiện tại, đang có hiện tại luôn. Còn nếu sai thì cũng giải mã hiển thị luôn các bạn. Này rồi LX ngược lại, nếu cái nút start nó được nhấn thì mình sẽ để nắng nắp nấy đếm lần đó, thì mình sẽ cho for, hàm for y gắn bằng 0 đến kể tới y nhỏ hơn đếm,
và tăng mỗi lần tăng lên một đơn vị. Thì đầu tiên mình sẽ cho cái led bị động này nó tách là A bút D mã 11, A bút C mã 11, không, mã 11 của mình là không năng FF là cả led bị động tách. Mình cho hai con led bị động là tách. Rồi mình delay M. Rồi sau đó mình giải mã con cái số đếm hiện tại là cái đếm hiện tại nó sẽ sáng lên. Rồi delay. Delay. Rồi sau đó mình sẽ quay ngược lại. Tiếng Y này sẽ tăng lên thêm một đơn vị và tính tiếp tục. Mình tách cái con số đang hiển thị. Rồi sau đó mình giải mã là mình giải mã và hiển thị cái biến đếm này tiếp tục. Nấp nháy cứ như vậy, nấp nháy đếm lần. Rồi. Rồi nếu mà nó sai á, không đúng thì mình sẽ kết thúc luôn. Mình để tất cả cái vòng lệnh if này, các lệnh if else if này mình sẽ để vào một lệnh go to kiểm tra. Cứ mỗi lần mà nhấn nút up, nhấn một nút thì nó sẽ quay lại từ dưới này quay lên kiểm tra. Vậy là code mình đã viết xong, hướng dẫn xong. Bây giờ mình sẽ sang phần cứng. Đây là phần cứng của mình. Mình sử dụng hai con led này được, hai con led chưa giải mã nha. Đây là con led mình hiển thị hàng chục, mình sẽ nối vào bậc C. Led hiển thị là hàng đơn vị, mình sẽ nối vào bậc D. Đây, nút up, nút down và nút start của mình nối vào RB0, RB1 và RB2. Khối thật anh ngồi của mình. Đấy. Rồi khối reset. Rồi bây giờ mình sẽ khởi động là nó phải như thế nào các bạn. Thì hai con led này sẽ hiển thị cái số 05, đúng không? Đây, đây nó hiển thị số 05 các bạn thấy. Và bây giờ khi mình nhấn nút up một lần thì sẽ tăng lên một đơn vị, 06, đây 07, 08, 09, số 10. Mình sẽ nhấn cho tới khi đây là khi nó bằng 18 rồi. Nếu mà lớn hơn 18 nữa nó sẽ mình sẽ gắn đếm là 2 và giải mã hiển thị số 2 ra. Đây thì mình đánh cái nữa là lên 19 thì nó sẽ quay về 2. Rồi thì mình đánh nút down này thì nếu nút down thì xuống nó giảm 2 đơn vị thì là không, nó nhỏ hơn 2 thì mình sẽ gắn đếm là 18 luôn các bạn, là hiển thị cái số 18 này ra. Đây đây mỗi lần giảm 2 đơn vị tăng lên một đơn vị, hai đơn vị. Rồi khi mình bấm nút Start thì nó sẽ nấp nháy tại cái số đang hiển thị đếm lần, và mình đang hiển thị số 06. Khi mình nhấn cái nút này thì nó sẽ nấp nháy 6 lần. À, bây giờ mình sẽ nhấn thử 1 2 3 5 6, vâng đủ 6 lần các bạn. Bây giờ tăng lên nữa đi, 7 lần, 2 3 7, không các bạn, 18 lần. Đó. Bây giờ mình sẽ bấm nút reset thì nó sẽ quay ngược lại về 05. Đây, reset 05. Tăng giảm. Vậy là mình đã hướng dẫn xong cách giải bài tập số 4. Đó. Nếu có gì sai sót thì mong thầy và các bạn sẽ để lại ý kiến cho mình để những video lần sau sẽ tốt hơn. Chào thầy và các bạn.